Nữ diễn viên bị chê vì o ép vòng một quá đà trên thảm đỏ. Lễ trao giải chuông vàng lần thứ 57 tối ngày 21 tháng 10, diễn viên MC Thái Thượng Hoa gây chú ý trên thảm đỏ nhờ mặc trang phục bó sát. Tối ngày 21 tháng 10, đêm đầu của lễ trao giải chuông vàng tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc với sự góp mặt của nhiều diễn viên, MC, đạo diễn nổi tiếng của showbiz Đài. Trong đó, nữ diễn viên MC Thái Thượng Hoa nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. Thái Thượng Hoa gây chú ý khi diện áo phong dáng corset, dáng ôm sát, sử dụng vải lưới, gọng kẽm để định hình phần eo là xu hướng được nhiều mỹ nhân trên thế giới yêu thích vài năm trở lại đây. Khi di chuyển, cô nhiều lần để lộ miếng dán vòng một. Khoảnh khắc o ép vòng một của nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số bình luận khen Thái Thượng Hoa bốc lửa, gợi cảm, trong khi đó không ít người cho rằng trang phục chật và cô khoe thân quá đà. Cô ấy thử sức với phong cách quyến rũ nhưng xem ra không thành công. Bộ đồ khá phản cảm, áo quá chật làm phần ngực hớ hênh, nếu tiết chế lại thì vừa mắt hơn. Các ý kiến của khán giả để lại. Trước đó, người đẹp 33 tuổi cho biết cô giảm 3kg để xuất hiện đẹp hơn trong lễ trao giải. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị có hạn, cô không kịp hoàn thành mục tiêu đề ra. Người đại diện của nữ MC nói đây là lần phá cách táo bạo của Thượng Hoa, không còn theo phong cách ngọt ngào, dễ thương thường thấy. Năm nay, cô lọt vào danh sách rút gọn cho giải người dẫn chương trình thực tế với hai chương trình National Star Strategy và All Star Game. Lễ trao giải chuông vàng lần thứ 57 tổ chức trong hai ngày 21 và ngày 22 tháng 10. Đây là giải thưởng truyền hình và phát thanh hàng năm của Đài Loan, Trung Quốc, được ví như giải Emmy và là một trong ba giải thưởng văn hóa và giải trí lớn cùng giai điệu vàng, lĩnh vực âm nhạc, giải kim mã, lĩnh vực phim ảnh.